Vân Anh và Quang Viên xin kính chào khán giả đã đến với chương trình của VNTV tại San Diego buổi tối ngày hôm nay. Và một lần nữa Quang Viên xin chào đón quý vị đến với chương trình bình luận của chúng tôi. Kính thưa quý vị, trong tuần vừa qua tại tiểu bang Pennsylvania vừa đưa ra một cái tin rất là đặc biệt, và đặc biệt cho cái trường high school ở tại tiểu bang Pennsylvania. Và các giới chức trách của tiểu bang Pennsylvania, đặc biệt là Bộ Giáo dục, cho biết rằng là họ muốn áp dụng một chương trình thử nghiệm là bằng cách chia ra những cái sắc dân khác nhau, ví dụ như là dân da màu, dân da đen sẽ đi học riêng những với học sinh lớp da đen, dân da vàng, Á Châu sẽ học chung với tất cả những em Á Châu, và dân Mỹ trắng sẽ học chung với nhau trong những cái lớp học. Và sau khi một thời gian thử nghiệm như vậy thì họ cho rằng cái sự chia rẽ tất cả những sắc dân đi vô lớp học riêng của mình theo sắc riêng của mình đó thì tạo cho các em có một được một cái sự phấn khởi hơn, và các em học có vẻ giỏi hơn và hăng hái hơn, và cái điểm cũng được cao hơn. Nhưng kính thưa quý vị, cái sự chia rẽ tất cả các em qua những cái lớp học riêng theo những sắc dân như vậy đã tạo ra một làn sóng phẫn nộ rất là lớn. Và đó là câu chuyện mà buổi tối hôm nay Quang Viên và Vân Anh sẽ được gửi đến quý vị. Chia rẽ học sinh của trung học và tiểu học theo những sắc dân, cái đó có phải là điều tốt hay là không tốt? Cái đó có phải là điều nên làm hay không nên làm? Mặc dù chúng ta biết rằng cách đây hơn 50 mấy năm, tại Hoa Kỳ đã có những vụ thưa kiện để chấm dứt cái chương trình gọi là segregation, là chia ra những sắc dân học chung với nhau. Và kính thưa quý vị, để chào đón quý vị buổi tối hôm nay với câu chuyện nên chia sắc dân đi theo những lớp học của các em thanh thiếu niên là điều tốt hay là không tốt, xin quý vị cùng theo dõi, cũng như là Vân Anh cho quý vị biết ý kiến như thế nào. Thưa quý vị cũng như là thưa anh Quang Viên, thưa quý vị, và theo cá nhân của Vân Anh nghĩ rằng đất nước Hoa Kỳ là một cái nước mà tôn trọng quyền tự do cũng như là tôn trọng cái quyền bình đẳng cá nhân. Ai cũng sợ là bị nói là mình kỳ thị chủng tộc hết. Và Vân Anh thấy là cái trường này họ muốn mang ra một cái chương trình thử nghiệm thì chắc chắn là họ cũng phải nghiên cứu và cảm thấy rằng có lợi ích cho các em thì họ mới làm. Với cá nhân Vân Anh, Đăng Quang Viên, thì Vân Anh nghĩ rằng nếu mà chia ra những cái sắc dân như vậy, học riêng với nhau như vậy thì nó cũng có những cái điểm thuận lợi. Vân Anh lấy một cái ví dụ, nếu mà có một cái lớp học mà toàn là học sinh Việt Nam không, thầy giáo cũng là người Việt Nam, thì ông thầy ông sẽ có những cái điều chia sẻ với học sinh mà ông không sợ rằng ông nói trong lớp mà có đầy đủ những cái sắc dân khác là bị kỳ thị. Thì những cái điểm đó sẽ giúp cho các em học tốt hơn và có kết quả hay hơn. Thì Vân Anh nghĩ cái đó là cái điểm mà những người này họ đã muốn thử nghiệm cái chương trình này. Kính thưa quý vị nghĩ như thế nào nếu mà tự nhiên quý vị đang có những con em của chúng ta đang đi học và nhận được một lá thư của trường nói rằng là vì chúng ta là những người gốc Việt Nam, dòng máu da vàng, thì tất cả những học sinh Việt Nam phải vô một lớp học với nhau. Vì chúng ta là có những người con em là gốc người Mễ Tây Cơ, thì tất cả những người con cái của chúng ta phải vô một lớp học. Và nói rằng vì các con em của chúng ta vô theo cái sắc dân riêng, cái ngôn ngữ riêng của chúng ta đó, thì tạo ra được một cái sự hưởng ứng kích thích mạnh mẽ hơn để các em học giỏi hơn. Thì quý vị sẽ cảm thấy phẫn nộ phải không? Tại vì Công Viên được biết là nếu mà chúng ta đi ngược lại dòng lịch sử đó, anh, vào năm 1954, kính thưa quý vị, một cuộc thư gửi giữa một ông tên là Topeka ở tại tiểu bang Kansas đã đưa ra một cuộc thư gửi với Bộ Giáo dục tại tiểu bang Kansas. Và vì hồi đó, đó năm 1954, họ có những cái chương trình cho các em học sinh da màu học riêng, da đen học riêng, da vàng học riêng, da trắng học riêng, và theo những ngôn ngữ riêng, người nào mà nói tiếng Mễ học chung những tiếng Mễ. Thì sau cái cuộc thư gửi đó, cũng như là cuộc thư gửi của Brown versus Board Education của gia đình ông bà Brown chống lại cái cơ quan Bộ Giáo dục đó, thì chính phủ Hoa Kỳ đã quyết định rằng là nếu mà chúng ta muốn xóa bỏ hệ thống kỳ thị chủng tộc giữa mọi người, mà chúng ta để cho các em học sinh từ tuổi nhỏ mà đã vô trong những cái lớp học riêng, Việt Nam riêng, rồi Mễ Tây Cơ riêng, hay là người dân da màu, dân Phi Châu riêng, dân Mỹ Trắng riêng, thì sẽ tạo ra một cái sự huấn luyện, cái sự kỳ thị từ khi cái tuổi còn thơ ấu. Và Công Viên hoàn toàn không đồng ý với điểm này, kính thưa quý vị, cũng như là với Vân Anh, nhất là đặc biệt trên cái phương diện rằng là tại sao chúng ta phải đi ngược lại dòng thời gian để nói rằng là cho các em học đúng, học giỏi hơn, nếu mà chúng ta đã chứng minh trong quá khứ là những cái điều này đã gây ra những cái sự kỳ thị chủng tộc rất là nặng nề trong cái xã hội của chúng ta đang sinh sống. Vân Anh theo. Anh Quang Viên, Vân Anh có theo dõi một vài cái article ở trên internet xoay quanh cái vấn đề này, thì có nhiều người họ cho rằng như vậy nè anh Quang Viên, khi mà các em học riêng ra từng nhóm như vậy, họ lấy một cái ví dụ là cho cái sắc dân African American, thì
lúc đó đó người giáo viên họ sẽ nói về một cái người idol, một cái người thần tượng cho các em. Thí dụ như là họ sẽ nói về cái gương của Martin Luther King để cho các em thấy. Thì các từ cái lúc đó đó các em sẽ cảm thấy mà hăng say học tập hơn. Và cái điều đó sẽ không thể nào xảy ra nếu mà trong cái lớp học mà có nhiều sắc dân khác nhau, thì sẽ tạo cho mọi người nghĩ là ông này ông racist. Thì cũng có cái thuận lợi, anh Quang Viên biết không? Thì kính thưa quý vị, nếu mà đứng như cái phương diện mà nói là đưa ra một cái những người hùng nào của một sắc dân nào đó, thì có thể những là cái những cái em thanh thiếu niên trong cái lứa tuổi trẻ có thể liên quan tới được những cái người hùng trong cái sắc dân sắc cái quen thuộc trong đời sống của mình ấy, thì dễ dàng hơn cho các em theo được. Thì Quang Viên đồng ý một phần nhỏ thôi, bởi vì Quang Viên nghĩ rằng là nếu mà tất cả con em của chúng ta sống và lớn lên trong cái xã hội Hoa Kỳ này, là chúng ta gọi là một xã hội diverse society, một cái melting pot. Xã hội Hoa Kỳ là một cái xã hội mà tất cả mọi sắc dân trộn chung với nhau, nó mang ra là một cái hình, một cái cầu vồng rất là đẹp đẽ để mọi người cùng học chung với nhau. Và tất cả những người hùng nó không những chỉ là một cái người hùng chỉ đại diện cho một sắc dân da vàng Á Châu, một người hùng đại diện cho sắc dân da đen, những người Phi Châu hoặc là những người Mỹ trắng mà thôi, nhưng mà tất cả những cái gương tốt đó đều là một cái hình ảnh tốt để cho các em đều có thể tham gia được hết, kính thưa quý vị. Nhưng mà đặc biệt năm 1954, khi mà cái cuộc tranh cãi đưa ra tố tụng về bà Brown versus Board of Education, là gia đình ông bà Brown chống lại với lại cơ quan về bộ trường học đó, thì hiến pháp của Hoa Kỳ đã nói rằng là nếu mà các trường học bỏ tất cả các học sinh và sinh viên vô theo những cái lớp học mà theo cái sắc dân riêng của mình, thì kính thưa quý vị, họ gọi là unconstitutional, nghĩa là không đúng theo hiến pháp của Hoa Kỳ. Và điều đó là điều đã phạm luật, đưa chúng ta sẽ dẫn con em của chúng ta đi vào cái tình trạng là khi tuổi nhỏ tuổi còn thơ, chúng ta huấn luyện các con em của chúng ta trong một cái bức hình là sắc dân của chúng tôi giỏi hơn sắc dân của anh. Là như vậy, trên con đường dài thì con nghĩ rằng nó sẽ gây cái tổn thương tai hại nhiều hơn là giúp cho các em có được những cái hình ảnh nhẹ nhàng hơn. Vâng, thưa quý vị, chắc chắn là sẽ có rất là nhiều tranh cãi vây quanh cái vấn đề này, nhưng mà bên anh nghĩ rằng các nhà giáo dục cũng đã có những cái thử nghiệm và họ thấy rằng cũng có những kết quả tốt. Khi mà vào lớp học thì các em cũng rất là vui và các em cảm thấy hòa mình với những cái bạn cùng lớp chung cái sắc dân của mình, thì hãy chờ xem trong những tháng ngày sắp tới cái thử nghiệm này có đem được kết quả tốt hay không. Kính thưa quý vị, Quang Viên không biết là cái thử nghiệm cái sẽ đem lại kết quả tốt hay không, chúng ta sẽ có là thời gian sẽ trả lời. Nhưng mà một điều mà Quang Viên sẽ bảo đảm với quý vị là sẽ có những cuộc tố tụng sẽ xảy ra ngay bây giờ, chứ chưa trước khi mà chúng ta có được những cái kết quả của những cuộc thử nghiệm này đó. Tại vì hiện giờ Quang Viên biết được cơ quan NAACP là một cơ quan bảo vệ những người da màu đã đưa ra những cuộc thư kiện để quyết định chấm dứt những cái chương trình bắt buộc những cái lớp trung học và tiểu học tại tiểu bang Pennsylvania này. Đưa ra chỉ mặc dù chỉ trong vòng 20 phút một ngày mà thôi, cho những học sinh Việt Nam học riêng với nhau, học sinh Mỹ trắng học chung với nhau, học sinh da màu học những người gốc Phi Châu học chung với nhau, mấy tư cơ học chung với nhau, mặc dù chỉ có 20 phút một ngày thôi, kính thưa quý vị, thì đã có những cuộc tố tụng đã chuẩn bị xếp hàng đưa ra rồi. Và đây là một cái mà chúng ta thấy rằng là không những sẽ tốn rất là nhiều thời gian tiền của, nhưng mà nó cũng sẽ gây một cái áp lực ngược lại đối với những sinh viên học sinh. Và Quang Viên nghĩ rằng là cái lợi của nó sẽ không được cân bằng hóa bởi những cái hại mà chúng ta thấy sắp sửa xảy ra. Nhưng mà hy vọng là trong tương lai, nếu mà chúng tôi biết được những cái kết quả mới của cái câu chuyện này, thì chúng tôi sẽ trình bày với quý vị một cách cặn kẽ và rõ ràng hơn, kính thưa quý vị. Và đó là phần bình luận với Quang Viên và Vân Anh ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị. Chúc quý vị một buổi tối an lành và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sắp tới. Một lần nữa Quang Viên kính chúc quý vị một buổi tối thật là an lành và chung vui với gia đình. Xin kính chào quý vị. Chào quý vị.